Hello cả nhà, hôm nay mình đi thăm lò bánh mì của người Việt ở Melbourne. Xe mình đang chạy trên đường cao tốc Western Ring Road. Hôm nay, tình cờ chúng tôi đi thăm lò bánh mì rất nổi tiếng và đông khách nhất ở vùng Altona Middle, Melbourne. Xin mời các bạn hãy cùng tôi tìm hiểu coi bí quyết nào dẫn đến thành công của hai bạn Long Kim nhé.
Còn bánh mì đổ thì nó khác nữa.
cái này khác nữa ha. Thank you.
Đây là máy chia bột rất tối tân, từ một khối bột lớn chia thành 30 viên tròn và đều đặn theo cân lượng của một ổ bánh mì. Lại. Cảm ơn.
Cái gì cũng vậy, cái shop mà có thành công tới bây giờ nó trải qua cái rất nhiều giai đoạn, rất là gian nan. Người chủ phải tập trung để mà nhớ tất cả những loại bánh, cho nên tới nay cái shop nó có cái sự thành công vậy là cũng phải qua nhiều gian nan nữa, qua biết bao nhiêu cái công trình cổ đổ rồi mà. Tận dụng tối ra. Thank you.
về mà ăn á, để vô mình là cái này cũng không giòn không vị, có mì Việt Nam á mới giòn, cái mì Việt Nam là giống như làm cái khối khác hơn nữa, làm đánh bột hơi khác hơn nó mới giòn Việt Nam, còn này là cho nó hơi mềm là hot dog. Ủa không có lông giấy hả? Dạ hot dog không có lông giấy. Cái mì Việt Nam á là bạn là cái gì? Làm sao nó nó đỏ hồng đó. Sao 25 phút rất là đặc biệt luôn, rất là mềm, rất là nấu uống hỏi luôn. Wow, nó mềm, ngon vô cùng luôn. Nhai rõm rõm mà ở trong thì mềm. Rất là ngon. Rất ngon. Quá ngon luôn, quá ngon. Nhiều người khách ở sông Tây á, lại đây mua thì lại ngon luôn đi ăn. Nó xốp, mà cái vỏ nó rất mềm. Nó giòn mà làm giòn mềm, nó không có, nó không có bể. Cái này này về ăn cà ri rồi xốp á. Không bị bể. Rất là ngon. Hút là có một cái bánh mì rồi. Hai bạn ấy đã tiết lộ rằng bí quyết thành công là một, mặc dù công việc rất mệt mỏi nhưng cách phục vụ khách hàng luôn luôn vui vẻ và niềm nở. Hai, lúc nào cũng lắng nghe sự góp ý của khách hàng để cải thiện sản phẩm theo nhu cầu. Rồi rau, bơ trộn, linh tàu, lông
mì xào, bánh mì ổ, rồi bánh mì Vian, là bánh mì rất là nhiều thứ. Nói chung là rất nhiều thứ. Gần 20 loại mì khác nhau. Nhưng mà mỗi loại thì có loại mềm và có loại nó giòn mà nó không rớt. Đen nữa, nó đang phun luôn chứ không có loại màu đen. Mày không biết không? Đó. Đây là các loại mì hết luôn. Đây là các loại mì. Lưu ý, shop đang cần tuyển gấp 2 nhân viên bán hàng. Xin liên lạc Long Mobile 0411 711 779. Cái này cái loại bánh khớp như nè. Cái củ cốt nổi. Cái này chắc cũng làm sao rô cái gì? Cái rô lông rô, lông rô hả? Lông rô Xin cảm ơn các bạn đã xem video này. Nhớ đăng ký để nhận những video mới nhất. Xin cảm ơn các bạn đã xem video này. Nhớ đăng ký để nhận những video mới nhất.